Gì vậy? Đến con nít còn có chủ ngữ vị ngữ hơn cậu. Con anh nào cá vàng hả? Tên tôi còn không nhớ nữa. Cậu tên là gì? Trời đất ơi, anh không nhớ tên tôi thiệt luôn hả? Sao tôi phải nhớ tên cậu? Ừ, anh cứ không biết đi. Mốt cái một đống cậu xuất hiện trước mặt anh, cho anh sai khiến hả? Chỉ có cậu là ngang ngược nhất thôi, không có người thứ hai đâu. Anh nói ai ngang ngược? Sao vứt đồ lung tung hết vậy? Thuốc này anh uống một lần như đai viên á hả? Có bị khùng không vậy hả? Há miệng ra coi. Không có thấy cái gì hết. Nhả ra. Nhả ra đi. Cậu thích tôi đúng không? Anh tự tin vừa thôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ sai hết. Bây giờ anh sai rồi đó. Thịt. Cậu có lời nào biện hộ không? Nè, anh mà không làm ông chủ tôi đấm anh một phát rồi. Tự tin quá là thành tự giả đó. Mở cửa ra. Mở cửa. Phúc. Chịu nhắn tin ông nữa hả? Còn lâu mới mở nha. Mở cửa ra. Mở cửa. Phúc. Anh bị gì vậy? Sao tự nhiên té vậy? Do cậu chứ ai? Sao do tôi? Ai kêu cậu đóng cửa? Tôi lịch sự mà, đi ra ngoài phải đóng cửa chứ. Nhưng nhà này thì không, hiểu chưa? Chưa. Cái thằng nhóc này. Được cái giò anh bị sao vậy? Anh đau tới xanh mặt luôn rồi kìa. Chưa kịp làm gì luôn á. Tôi không làm sao hết. Nè, đừng có thấy tôi hiền rồi ăn hiếp á. Xin lỗi, được chưa?